khoảng ký mấy à? Khoảng ký rưỡi thôi. Không, cơ hội. Mua nó năm cái dòng chuyển nữa này chừng thế. À, dễ thương lắm. Cũng muốn cho nó lá là đi là cái là may, mang là mua nè. Cái này mua chứ, này mua nè, mang. Cái này ngang, ai gọi không nè. Có rồng. Không có khỉ. Con mua nó cái này khỉ. Mình cũng có rồng. Nè, mình có hai con rồng. Ok, hai con gà. Hai con gà. Con gà nữa. Con gà. Ok, một con gà. Một con dê. Hai con gà, một con dê, một con chuột, một con khỉ hả? Không có con khỉ nha. Con chuột, con dê, rồi sao? Rồi, em có con khỉ, em tính tiền con đi. Dạ, cái nón lá này, cái nón lá lớn thì là 80.000 một cái, và cái này là 50.000 một cái nhỏ. Không đó, nếu không cũng tốt, không không cũng tỷ. Này ok nè. Cái này dễ thương nè. Cái này là thổ cẩm, thổ cẩm nè. Thổ cẩm nè. Đây là cái này nè. Cái này nãy em cầm nè. Đưa ra vậy nó rút lại đi, dễ thương lắm. Thôi chị thích cái này mà lấy cái con khác được không? Đó lấy cái đó cũng được. Cái đó cũng được. Cái này con gì cũng phụng quá.
Mình nó khác màu. Khác màu này. Cái lỗ đi đem qua nhau với cái cổ. Thôi lấy này đi. Dạ. Này cho cái đó ha. Này là quà tặng nè. Cơm gà. Ở trong đây là cơm nó mềm, thế này là cơm gà nè.
canh chua bông lau cá các bạn. Canh chua bông lau. Canh chua cá bông lau. Cái này món chả giò nè. Chả giò cá chê giò nhìn giò nè. Cái này là phải đợi rau mới có ăn được. Ngon dạ. Dạ đã ra để bên kia. Cái này một nồi cá kho tộ đang sôi nè mọi người. Và cái này là miếng thịt ba rọi á. Nhìn rất là ngon. Đó là đây trong tay nè, đây nè. Cái này là một ly thông thường mà thử qua ca ly là thì uống chanh dây pha thôi, nhưng mà bây giờ thử được lần đầu tiên uống là ly có chanh dây. À, 11 người ăn mà tổng số là 3.094.000 tiền Việt Nam. Tính ra là khoảng 130 đồng. Yeah.